Và chỉ còn lại một thí sinh kế tiếp, Ánh Nguyệt, hiện tại đang rất lo lắng vì cô ấy là người cuối cùng. Nhưng mà Trường Giang xin nhắc cho Ánh Nguyệt, yên tâm đi, đừng lo, đã có anh Đàm Vĩnh Hưng ở đây rồi. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho Ánh Nguyệt. Tuần trước thì mình đã nhận được 3 câu 10 từ ban giám khảo. Đó là động lực gây cho mình thật sự là rất là bất ngờ. Nhưng mà nó cũng là một áp lực trong bài nhảy tuần này của mình. Bởi vì mình biết bản thân mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mình thật sự là mình rất muốn ở trong chương trình này càng lâu càng tốt. Bởi vì niềm khao khát của mình giảm tới 30 cân lận. Và bác sĩ dinh dưỡng nói rằng là mình còn bị rối loạn về hấp thu. Mình ăn ít nhưng mà cơ thể mình hấp thu luôn rất là tốt. Nên tuần vừa rồi mình đã cố gắng mình tập luyện hơn rất là nhiều. Chủ đề đưa ra là nhảy rock and roll. Thì mình cảm thấy là một cái thể loại nhạc rất là nổi loạn, máu lửa và cuồng nhiệt. Cái đạo cụ anh Sean đưa ra lại là một cây dù. Mình đang cố gắng làm sao mà bài nhảy vẫn là thể hiện những điều vừa nữ tính nhưng vẫn là vẫn máu lửa ở trong cái bài nhảy này. Một người bình thường nhảy thì đã khó, một người mà quá cân nhảy còn khó, một người nhiều cân mà còn bệnh trong người thì càng khó hơn. Anh Sean Huy Trần. Trước mình muốn nói về cái thể loại rock and roll này là năm 80 và nó rất là nổi loạn và cái nhân vật trong cái bài này mạnh. Thì John Huy rất thích cái phong cách này, nhưng cho nó hay hơn mình phải thể hiện tốt hơn. Rất là lo lắng lúc Ánh Nguyệt đứng trên cái ghế và trượt xuống. Không biết đó là vì động tác hay vì sức khỏe. Xong tiếp theo cái bài thấy em đang cố gắng và đang tập trung nhiều. Không biết em bị tâm lý gì đó trong cái bài này hay em bị mệt hay em... Có một số lần là thực sự anh tưởng em đang chóng mặt trong cái bài này. Dạ thưa, thực sự là một tuần nay là thật sự là em bị cảm. Nên gần như là em không có tập bài hay là gì cả. Và cái bài này em tập mới dứt điểm xong vào ngày hôm qua. Wow. Cái chân em có bị đau không? Dạ đúng rồi, có hơi bị đau chân à. Dạ. Dạ. Về lại cái bài đó thì Lộc em biên đạo một cái bài nó cũng có nhiều cái động tác thông minh, giải trí và rất là hay. Ví dụ là hát cái micro và mấy cái này rất là rock and roll đó. Đây là cái bài đầu tiên trong hôm nay sử dụng một cái cảm giác quậy, anh rất thích, nhưng nó có một số phần nó hơi bị đứt, đúng không? Mình nói bị đứt, nó không có chắc chắn lắm. Liền mạch. Dạ. Và anh Khoa với Ánh Nguyệt là hôm nay là sức khỏe không có tốt. Cái kết quả thì mình sẽ chờ đợi. Sau khi nghe em nói là em mới tập dứt điểm cái bài này ngày hôm qua thì thực sự ra
anh nể em nhiều hơn. Đối với anh, để tập một cái bài này không phải là một ngày một bữa được. Và tuần này nó khó hơn cho các em, đó là cái sử dụng cái đạo cụ. Đinh Lộc thì diễn cái bài này anh thấy là nó có cái máu lửa, nhưng về cái phần sử dụng đạo cụ, cái này không biết là hên hay xui. Nếu lúc đầu tiên tụi em đừng bung cây dù luôn hẳn, tụi em sử dụng cho tới phần cuối cùng, tụi em bung cây dù ra, không ai bắt bẻ tụi em cả. Và nó dễ sử dụng cho những cái động tác của các em hơn. Bởi vì khi mình bung dù ra, mình gấp dù lại, nó lại mất cái mạch của cái bài. Cho nên là tôi thì tôi hơi tiếc cho Nguyệt là nếu em không bị bệnh trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì anh nghĩ cái bài này em sẽ làm rất là tốt. Bởi vì khi lúc mà em sử dụng những cái động tác xoay đánh chân ở dưới sàn này, để anh cảm thấy là... Nó giống như hát bội không anh? Đó, nó giống hồ quảng, hát bội. Nhưng mà cái đó là cái nghề võ của em cũng có những cái xoay như thế. Và em cũng biết sử dụng cái lợi thế của mình. Và cái động tác đó cũng là cái động tác đẹp. Thế còn về cái máu lửa thì các em vẫn giữ cái máu lửa. Thì chỉ có cái sự hoang mang trong em. Mình đang bệnh mệt muốn chết mà tập qua 2 ngày trời mà không lo là sao được. Thôi kệ nó đi, cứ vui là chính, thấy không? Rồi. Tôi chưa biết được trước đó là em đang bệnh hay là em tập bài trong vòng có 2 ngày. Mà tôi nhìn thấy được cái sự cố gắng rất là lớn. Từ khi những cái trượt chân đó, rồi em có một chút xíu lúng túng, nhưng em cũng lấy lại phong độ rất là nhanh để hòa cùng với bạn diễn của mình, để hoàn tất cái phần biểu diễn của mình. Tôi nghĩ nó sẽ rất, trong đây em lúc đó đang là dài lắm đó. Cái bài thi này sao nó dài dữ vậy, nó kết thúc nhanh dùm cái đi. Tôi đang có cảm giác như vậy đó, và tôi hiểu được tâm trạng đó. Cái sự tập trung cao độ của em, nhất là cái phần mà bê bưng rồi soạt chân đó, nó làm gần như là một thứ là nó che được hết tất cả những cái điều trước đó mà mình đang bị lúng túng và hoang mang. Như là Linh nói đúng, ở bất kỳ cuộc thi nào vậy, mình không có được quyền hay được phép đổ lỗi cho vì là cái này hay cái kia, đúng không em? Đó là mình là dân võ sĩ đạo là mình biết rồi đó. Tuy nhiên, về cái sự nhìn nhận và đánh giá theo từng tiết mục, chúng tôi sẽ có cái con số rất là công tâm và công bằng. Bây giờ mời Nguyệt lên cân. Số cân cũ của Ánh Nguyệt là 85,2 cân và số cân mới là 84,3 cân. Bạn giảm được 0,9 cân, tương đương với 1,1%. Chúng ta hãy nhìn lại chặng đường giảm cân của Ánh Nguyệt. Sự khó khăn